Mask không độ, xương sáo đường đen, mát lành thanh nhiệt. Gia cảnh em giàu không? Không. Không. Em đang giận anh Trấn Thành đúng không? Đang giận Trấn Thành đúng không? Hết giờ. Trời ơi, không khai thác được gì luôn á. Rốc. Rồi bé dâu, bé dâu. Em có giận anh Trấn Thành không? Có. Quê miền Tây, quê miền Tây đúng không? Em có thích Nam Thư không? Ai cho hỏi? Quê miền Tây đúng không? Hết giờ. Hết giờ. Quỷ vô duyên hả? Đầu người ta đang hỏi nhào vô hả? Trời ơi, tội nghiệp trái dâu của tôi. Chết rồi, sự Jeffrey giận Trấn Thành rồi. Nãy Trấn Thành chắc nói anh ta nhiều quá đó em. Tôi hỏi tham gia cảnh đó thôi mà nó chữ tôi à. Không, ngay từ vòng 1 rồi em chê con bé dâu này ha, là hát dở rồi xàm rồi cái gì tùm lum tà la trơn trời đó. Hay quá em ơi. Quá chết tuyệt ơi. Vời quá bé đi béo tìm hồn quá tuyệt vời. mặt như gì ghẻ vậy, mặt như gì ghẻ. Cái mặt khinh bỉ đó, cái mặt này ta kêu là cái mặt không mặt hề có gì khinh bỉ. Anh Giang. Em là Giang Giang. Giang ở đâu vậy? Ủa cả hai đội đều không chọn cô ấy mà giờ đổ thừa cho nhau là sao? Em biết cái cô này hát hay từ cái dòng thôi, của thôi, nhau. Thôi đừng có mà phải. Đừng có mà phải đây. Nghe. Vậy là lại lần thứ hai đội Trấn Thành đoán đúng ra người hát không hay. Nếu tôi nhớ không lầm, hình như Chi Dân lần trước cũng thua 3-0 thì phải. Phải gì không em? Em có bị mất trí nhớ không Dân? Em làm gì em đều có mục đích của em hết trơn á. Mục đích mọi của người... em là gì khi em thua trắng trợn như vậy? Không, không có trắng trợn đâu anh. Đâu, lần trước có thắng nha, có lần trước có thắng nha, nhớ lại đi. Nghe xong mất trí nhớ là nhớ quên luôn đúng không? Thì bây giờ chờ coi như thế nào. Dư Hảo, Dư Hảo à, nói chuyện nghe thử vài câu đi em. Nói gì? Dạ. Đó. Vài câu chứ không phải một chữ. Thì câu gì? Vâng. Chị dâu, gia cảnh em giàu không? Không. Không. Em đang giận anh Trấn Thành đúng không? Đang giận Trấn Thành đúng không? Hết giờ. Trời ơi, không khai thác được gì luôn. Tôi không ngờ những người nghệ sĩ tên tuổi của showbiz Việt mà đặt những câu hỏi hết sức là ngớ ngẩn cho người chơi. Bởi vì em im luôn, thấy nghĩa thế thôi, em không dám vô luôn á. À. Em yêu thích là dòng nhạc gì? Rock. Rock. Rồi bé dâu, bé dâu. Em có giận anh Trấn Thành không? Có. Quê miền Tây, quê miền Tây đúng không? Em có thích Nam Thư không? Ai cho hỏi? Quê miền Tây đúng không? Hết giờ. Hết giờ. Quỷ vô duyên hả? Đầu người ta đang hỏi nhào vô hả? Trời ơi, tội nghiệp trái dâu của tôi. Chết rồi, sự Jeffrey giận Trấn Thành, rồi. Nãy Trấn Thành chắc nói anh ta nhiều quá đó em. Tôi hỏi tham gia cảnh đó thôi mà nó chữ tôi à. Không, ngay từ vòng 1 rồi em chê con bé dâu này ha, là hát dở rồi xàm rồi cái gì tùm lum tà la trơn trời đó. Đâu quá, mình khen nó nâng niu nó hết lòng. Nhưng bây giờ mình phải chọn thôi. Trong ba trái, trái dâu, trái dưa hấu. Ủa, trái này cũng dưa hấu luôn. Dưa hấu miếng. Dưa hấu miếng đã xẻ ra rồi, còn dưa hấu nguyên trái. Chọn ra một người mà mình nghĩ rằng hát hay để hát chung với ca sĩ gà nhà của mình nha. 30 giây, bắt đầu. Rồi em thì cái dòng này là tại vì có người chơi giận giám khảo nên không có dám chọn. Chọn ngầu sai ý nó rầy tôi nữa. Chết cha. Vậy là cái bạn đang cọc giận rồi đó. Giận lắm. Thì bây giờ là tôi nhường cho hai đồng đội tôi chọn. Cái dòng này tôi vô ca ngang lát anh không có trúng đừng quở anh tôi. Ý của Đức từ đầu là Đức đã trời muốn ơi, chọn. Trời ơi thấy biết rồi đó. Muốn chọn lẻ, muốn chọn như hấu lẻ đúng không? Bạn không phải chọn bạn số 4 rồi. Nhưng mà thôi bây giờ Thu Thủy là người hát cuối mà Thu Thủy chọn đi. Rồi Đức ý kiến số 4 nó lấy không? Đó là ý kiến bé thôi. Bé số 2 mà thoải mái ra với chị được không? Đừng nhịn thành. Trời. Thu Thủy nói cười liền. Em nhận nói chọn lại cái coi. Em tao nói anh Thành nói nè. Chưa kịp nói gì á. Vừa lắm. Chọn mất tiêu rồi đó. Kính thưa quý vị, tôi xin thông báo một cái điều mà bên đội tôi đã giấu giếm từ đầu tới giờ. Ca nhạc sĩ của chúng tôi đó là ca nhạc sĩ Chi Dân. Vừa bước vô vòng đầu tiên liền. Anh hôm nay để em hỏi gì vậy? Thu Thủy mà. Ừ. Chị sao nói em? Ừ. Hỏi là sao? Nhỏ nào hát hay loại hết. Để sau khi chơi chơi kỳ vậy em thua hai vòng đầu
hai vòng đầu đâu có tính, vòng cuối mới tính tiền. Ghê không, ghê không? Mu mô. Cái vòng này mới là vòng quyết định nè. Bây giờ chị Thủy mà hát với mọi người dở là coi như là thua em rồi. Tôi nói thiệt, để phá cái âm mưu này rất đơn giản. Chúng ta hãy chọn trái dưa hấu dập này. Anh ta sẽ chọn một trong hai đội. Chắc chắn chọn Chi Dân rồi. Phá. Mình phá đội hình bên kia. Người bên kia chọn rồi mà. Chọn rồi. Bây giờ chúng tôi chọn lợi mấy hồng. Ai cho? Trời ơi. Yeah. Mấy số 2, bé Dâu. Em thấy không? Anh Thành luôn luôn sai. Quạo không? Wow. Em có giận anh Thành không? Quạo. Wow. Có, quạo. Hai em vào trong chuẩn bị. Bây giờ chờ nghe trái dâu hát nè. Em mời em thể hiện mình nha. Hay quá em ơi. Quá tuyệt vời. Quá bad beautiful. Quá tuyệt vời. Mặt như gì ghẻ vậy? Mặt như gì ghẻ? Cái mặt khinh bỉ đó. Cái mặt này tao kêu là cái mặt. Không mặt hề có gì khinh bỉ. Trang Giang. Ủa cả hai đội đều không chọn cô ấy mà giờ đổ thừa cho nhau là sao? Em biết cái cô này hát hay từ cái dòng thôi, của thôi, nhé. Thôi đừng có mà phải. Đừng có mà phải đây. Nghe. Nghe tôi phân tích nè. Từ cái dòng mà Phương Mỹ Chi nhép đó. Anh nói em nhép trúng đúng chưa? Cái khẩu hình vô đàng hoàng, nhịp nhàng. Nhịp cái đó có, cũng khó nữa. Tại tôi không muốn nói. Bây giờ người ta hát xong rồi bàn luận gì nữa. Không phải, tại vì hồi nãy tôi xong chưa? Chú Mười. Làm sao em biết được mà tự nhiên giờ em kêu hãnh dữ vậy? Tại em thấy bạn này hát hay quá rồi. Nãy giờ ba nữ hát hay rồi. Bạn nữ còn lại chẳng lẽ hát hay nữa. Có sao đâu em. Không có đâu. Khó lắm anh. Nói chung là cái thị trường dành cho cô gái số 4 eo hẹp. Em giới thiệu về mình đi nào. Dạ con chào mấy cô mấy chú. Kìa con chào mấy cô mấy chú luôn kìa. Chào chú Thành con. Dạ con chào chú Thành. Chú Thành. Con tên là Đào Nguyên Nhật Phương và hiện tại con đang là học sinh cấp 3. Ôi. Vậy là năm nay con mới có 17, 18 hả? Dạ vâng. Lớp mấy? Dạ con hiện đang lớp 11. Lớp 11 con còn nhỏ xíu xíu à, 17 tuổi. Mặt bé dễ thương vậy mà không chọn, chỉ có những người mà không có tầm nhìn á. Mấy người đó mới chọn mày thôi. Dạ con khấn mẹ. Mẹ thương mẹ độ cho thằng dưa hấu nó hát dở banh nhà lòng chợ. Trời ơi. Con nói thiệt nha. Con không có làm gì hết trơn. Con dọn nhẹ miệng con chữ 5 phút. Dạ. Cảm ơn con gái. Chào tạm biệt. Khẩu nghiệp. Khẩu nghiệp là có thật. Quả báo nhãn tiền là có thật quý vị nghe. Con cảm ơn mẹ. Mẹ thương mẹ độ yêu ý nguyện. Bây giờ con mới dọn mỏ con chữ nè. Sao mày Dân? Hả? Ăn ở sao mà để nó ca hay vậy em? Chảnh đi. Mày chữ đi. Cái mặt dòm dời không dòm bây giờ bóng đèn. Trời ơi, tao nói thiệt mày. Tại sao ngước mặt lên trời không phải là vì mày hãnh diện, mà vì mà hồ nó quýnh mày sặc mấy mũi mày không dám nhìn xuống. Trời đất ơi, ca sĩ mà làm giọng mẹ hả? Làm được con vòng làm với cha mẹ ca sai ba vòng ăn nhột à. Chiến lược nãy nói là gì? Hai vòng trước như là đùa giỡn thả. Vòng cuối cùng mới lấy đúng không? Lấy nguyên cái gì hấu mà ăn cho hết. Sao còn chịu nói với em? Một cái gì hấu của em này nghẹn không? Không nói được nên lời luôn đúng không? Sao nãy mạnh miệng mất mà. Nhớ rồi hả? Nãy tràn quá kia chạy dữ lắm mà. Bên đội bên kia người. Mà nói em nãy nói ai siêu âm giờ siêu nhân cứu. Sao thì cũng vậy được. Sao mà ban tổ chức biên tập gì đâu sắp xếp chứ thí sinh gì kỳ vậy? Bị gì sao có bà số 2 bác hay lọc lại không chọn. Có bà. Kể người ta. Ba nam phải người có một nam hát hay để hát cho người ta chứ. Người ta tổ chức chương trình người ta có quyền. Y như là ca cái bài gì y như hai đứa gây lộn nhau à. Mà mặt thằng bé nó quảng hốt lắm, nó ca mà nó cứ mà cái mặt nó hốt quảng luôn á. Tại chữ nó quá mà. Chữ sợ. Ca mà chữ tao quá. Em tên gì? Dạ em tên là Trần Đình Tú ạ. Tú. Nghề nghiệp. Cảm ơn bé. Tú ăn giải không Tú? Em giải giải ngon. Anh giới hữu của em à. Em có biết không? Một mình em mà em làm há dạ bao nhiêu con người. Anh nói thiệt. Trời ơi. Trời ơi em biết không? Ở trên đời này không phải hơn thua nhau là giọng ca. Hơn thua nhau là mình có đắc nhân tâm hay không.
một mình em hát ra một cái một rạp vỗ tay. Em giúp người giúp đời. Trời ơi trời ơi. Cái này là không như phải là sao, hay sao? Đâu mà là tại vì nhờ sự trợ giúp của chương trình thôi. May mắn đó. Hả? Chứ thực sự nếu mà là ba nam hai nam hát dở có một nam hát hay. Kệ người ta, kệ người ta. Cái này là chơi là gài em rồi đúng không? Bốn nữ có một nữ hát dở, ba nữ hát hay đúng không? Không. Còn này mà nam gì sắp xếp vậy là đâu có ai hát chung với em được đâu. Đang đang nói là cái câu nãy nó nói nè, ê giờ thua rồi đừng nói gì nhiều nữa. Là nói gì nhiều nữa. Thằng bé này nè. Ăn nhãn không anh? Ăn nhãn ăn giải đi, em lấy cái gì ăn. Cái này người ta mục đích ngồi xuống, mục đích đây đâu phải là đựng đựng giải đâu cứng, hiểu không? Đây nè, đó. Ta nói quả báo nhãn lòng mà. Cái này bé mình á giống như là bữa nay nó thay trời hành đạo vậy đó. Cái em gì nữa? Thì mẹ phái xuống mẹ kêu thay trời hành đạo. Có câu gì phải không? Đã có người giết hắn thay ta. Đó. Lần sau đừng có đi thi vòng ngoài vòng mai nữa nha. Đâu có cho thi nữa đâu. Em ơi lần sau phải nói gì nè. Lần sau đừng có đi chơi vòng ngoài vòng mai nữa nghe. Tôi mà đi thi nữa là tôi không có chọn bạn nữa đâu. Bạn lừa tôi quá. Ba vòng còn muốn gì nữa? Tú đang làm gì? Sinh viên hay là còn hay đi làm rồi? Dạ em làm dancer ạ. Dancer. Nhảy thôi, đừng bắt con bé nó hát. Em trai. Dạ. Sống trọn với đam mê nha em. Đừng có lớn qua đam mê khác. Cảm ơn em. Lớn sân em ha. Cảm ơn em đã đến với chương trình.